cô bác chị bạn, trước tiên thì Sơn xin kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe giàu năng. Thì hôm nay Sơn làm cái món vịt tiêm. Sơn mời cô bác chị bạn tham khảo nguyên liệu mà Sơn làm cái món vịt tiêm này. Vịt, mời gà, bắp non, nấm mèo, kim châm, táo đỏ, nấm đông cô, đậu phộng, xì dầu đặc biệt, gia vị dê niêm vịt tiêm, gừng, ăn kèm mì, cây đỏ, cải thìa, nấu nước dừa, hắc xì dầu định mua ở siêu thị, hắc xì dầu này của Đài Loan, rất là thơm luôn. Thì mình nấu ăn, mình chế biến món gì có cái này vô nó rất thơm. Cái món vịt tiêm này thì mình cũng hôm nay mình mua không đủ đồ, dẫn đến là phải có thêm cái củ sen và hạt sen nữa mới ngon. Nhưng mà chợ mình hôm nay không có bán hạt sen, củ sen thì mình cho dầu thiệt là nóng, mình cho vịt này vô. Cho nó bung luôn. Nó thơm. Thơm cho da nó giòn luôn. Tại mình xài lửa lớn. Bỏ cái đây. Để mình cho miếng rượu trắng vô, gừng, gia vị nấu vịt tiêm, muối, hạt nêm, đậu phèn, bột ngọt, nước dừa. Mình nấu cho nó sôi thiệt sôi lên mới cho vịt vô. Rồi vịt vô. Cái nấm đông cô vô. Nấm đông cô này mình cũng là luộc nước muối thôi. Còn cái phần kia chút nữa mình mới cho vô sau. Phần kia nó mau chín hơn. Cho cái nấm mèo với bắp ngon vô. Kim châm, đậu đỏ. Hôm nay còn thiếu cái hạt sen, củ sen. Nên là cái nồi tiềm này là nhất cái nắp thôi. Xíu nữa mình cho cải đỏ với đậu phộng vô nè, hai cái đó màu chín. Quá đã cái nồi này. Cải đỏ, đậu phộng mình bóc bỏ vỏ rồi. Tới luôn. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Dạ, anh chào bà, các bác anh chị các bạn. Đây, hôm nay hai anh em ăn thử mì vịt tiêm bữa ha. Mì vịt tiêm Kiều Châu. Đó, mới ghê. Mới ác đó chứ. Đây, mình cần thử cái phần của anh ba. À, 1,8 kg yếu.
ký 7-50. Tức là anh trừ 400 gram thao ra là anh còn 3 ký mốc lắm con. Còn thứ hàng ký 7 nè em. Cho em ký 7 nè. Ký 6 trừ 400 gram đó. Là tức là em còn lại là 2 ký 9. Anh ba là 3 ký mốc. Đó. Anh em, anh ba chắc thứ hàng 200 gram anh ba. Rồi. Tại vì anh ăn lẻ hơn thứ hàng. Số lượng lớn thì anh ăn cũng nhiều hơn thứ hàng nữa. Thứ hàng thì ăn tầm gì chung chung thôi. Mà thứ hàng ăn thì cũng rất là lẹ. Đó ha. Bây giờ hai anh em thế này 15 phút trời. Chạy đôi thời gian trời, trời. Sau thứ hàng ba 15 phút đó nha. Em á thọt thọt tay qua thì được không sao. Mà lỡ anh ba hồi thọt thọt tay qua là cái chừng ý ẹ đó nha. Rồi anh ba đâu thọt đâu. 15 phút hết. Trước 15 phút qua này nha anh ba. Thứ hàng và cô chú anh chị các bạn dùng mì với vịt tiềm. Thế à, xin mời anh bà cô bác anh chị dùng vịt tiềm nha anh em thế nha. Mì vịt tiềm chiều châu. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3, bên. Wow. Chỉ được 15 phút thôi. Quá sức rồi. Thứ hàng ăn tốc độ cũng rất là nhanh. Anh ba cũng vậy. Rồi, hai anh em ăn chỉ được 15 phút mà ăn hai anh em ăn tính tròn số là hai anh em ăn 6 kg. Anh ba nhịn hơn, anh ba chấp thứ hàng chút xíu. Anh ba chấp thứ hàng coi như là 3 đũa đó. 3 đũa một giá. Anh em phải cố gắng mới vượt qua nổi thử thách này. Rồi, có một con gà lên sò. Vì lý do nóng quá. Tới con gà bên đây, tới gà mái hồi nãy, gà trống bị sặc, chắc là tới gà mái. Ở không có sạm. Nóng quá anh bà ơi. Nóng á, tại vì mới chan vô mà cái mì này thấy nóng. Mì nóng, gà cũng nóng, gì cũng nóng. Phải nóng vậy chứ để nguội lại thì mì nó nở. Mì là mì trứng. Mỗi bữa chợ mình thì cũng có bán hạt sen nè, sen cũ cũng có. Mà hôm nay xui sao không có bán. Anh ra thiếu cái hai phần đó. Bù lại mình có bắp non để thì nó cũng ngọt. Sức mồ hôi là bị cảm luôn. Cái thằng với anh ba mình, anh ba chấp 200 gram này là mình nghĩ là hai người trận đấu này là ngang cơ. Hmm.
nóng quá em đổ qua thau bên kia cho nó nhiều nguội lại hằng. Cũng bọc mí với hai anh em nha, phải tốc độ cho xiết chút xíu mới kịp thời gian nha, gọi là hai anh em thôi nhưng khi tội nghiệp hai anh em á. Thằng đã hoàn thành cái thau thứ 7, cái này thau này thau thứ 6. Quá chỉ gấp à. Phải nói xiết xì khói luôn không có kịp.
Hay quá anh Bôi. Quá hay luôn anh Bôi. Cực kỳ hay luôn anh Bôi. Phi hàng thua rồi em ơi. Nhưng mà em cũng báo cho anh được một cái tin. Cái tin này cũng không có đẹp gì mấy đối với anh. Biết hút rồi. Đó là anh hút 2 phút. Nhưng mà mình cũng tình cảm anh em, lý do là anh em ăn cực khổ quá, mình để cho anh em ăn luôn. Thì thôi thế này, phiến mãi hả anh ba? Ừ. À, tặng anh Nam Sĩ, anh có chia sẻ, thế hàng nhiêu anh chia sẻ. Thôi phiến mãi đi. Anh đổi cho hàng 2 sĩ ha. Cảm ơn ba. À, một miệng trong họng luôn, một... nói chuyện không được luôn. Hai anh em ăn nóng mà chạy đuôi thế này. À, mình lúc 15 phút thì mình ban thì tội nghiệp anh em, để cho anh em có chút xíu cà phê. À, cũng rất mong cô bác chị bạn thông cảm hai anh em của mình. À, mấy anh em mình đây cũng cảm ơn cô bác chị bạn suốt thời gian qua ủng hộ mấy anh em mình. À, mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe, cho anh chào rồi, bye bye.